Xin chào mọi người và Paige. Hôm nay em lết cái thân xác nhỏ bé của mình lên đây và để kể về lần đánh ghen cực chất cho các cô dì thím bác vân vân và mấy mây. Nhưng nói chung là cả họ đi đánh ghen ạ. Em có một bà chị sinh năm 95, mới lấy chồng được 3 năm và có hai cậu con trai. Nói về anh rể em thì trời ơi, nhìn qua thì khỏi chê luôn. Vừa đẹp trai, vừa tinh tế, còn giàu nữa. Cũng vì vậy nên nhiều cô nhắm tới để lấy chút tiền của anh. Nhưng anh vẫn giữ cái đầu lạnh, không đoái hoài tới những con ả đó. Nhưng sau 1.5 năm cưới nhau thì ảnh có những biểu hiện kỳ lạ, như là đi sớm về muộn, không quan tâm chị em nữa, đôi lúc lại cầm điện thoại cười tủm tỉm. Với kinh nghiệm cài truyện của mình thì em chắc chắn 100% là anh ta có người tình rồi. Em ngay lập tức thông báo cho chị em, nói với chị em rằng phải có bằng chứng mới buộc được tội, vậy nên chị và em cần phải có bằng chứng. Nghe xong em lập tức phi đi tìm chiếc người yêu của mình, bẻ khóa mật khẩu Facebook anh ta. Thật sự chị em rất bực vì mật khẩu lại là ngày sinh nhật của ai mà không phải là chị. Nhưng phải gạt tất cả qua một bên và rồi vào Mess để check tin nhắn. Vào thì không thấy ai khả nghi cả. Em liền biết anh ta xóa luôn tin nhắn sau khi trò chuyện. Vì vậy em quyết định thúc trực ở Mess của anh ta, chờ xem sẽ có ai nhắn tới. Và đúng như dự đoán, sau 30 phút thì có một nick với biệt danh cục cưng lù lù hiện lên. Nguyên văn dòng tin ả nhắn cho anh ta là: "Anh yêu ơi, tối mai 8 giờ tại chỗ cũ nha." Chị em xem xong có chút bàng hoàng, nhưng rồi lại kêu em kiểm tra ở máy ảnh ta vì sáng anh ta đi quên đem theo điện thoại. Người yêu em liền bẻ mật khẩu rồi vào thư viện ảnh xem. Đương nhiên là không có gì, chị em liền tìm ở phần ảnh bị ẩn và phát hiện ra cả chục video và ảnh anh ta ân ái với ả trà xanh kia. Chị không kìm được nước mắt mà khóc. Chị đã khóc rất lâu, em ở bên dỗ rất nhiều nhưng không thể làm lành lại vết thương lòng cho chị. Hôm sau em về nhà và kể cho mọi người chuyện của chị. Ai nấy đều rất tức giận. Chào mọi người, mình là Hoàng Mai. Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Bắc Kinh ạ. Em là người gốc Trung Quốc. Bây giờ vào chuyện ạ. Gia đình em có thể nói là thuộc dạng gia tộc lớn luôn. Em thì cũng không có chảnh chó hay khoe khoang gì, mà sao cuộc tình yêu của em nó lạ lắm. Chuyện là vào năm em học cấp 3, lúc đó em học lớp 10, thì em có chuyển vào trường Trung học Đại Nhân ở Đài Loan ạ. Năm đó chuyển vào, em cứ nghĩ là bản thân mình sẽ kết bạn với nhiều người lắm cơ. Ai dè đâu, khi mới vào trường, em vô tình đụng vào vai một bạn nam. Lúc đó em cũng vội bảo: "Ô, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Em cứ ngỡ xin lỗi vậy là được rồi. Lúc em chuẩn bị đi thì cậu ta nắm quai cặp em kéo lại rồi bảo: "Đụng vào người tôi, làm dơ giày tôi mà xin lỗi là xong à." Em ngơ người luôn. Một đại tiểu thư như em từ nhỏ tới lớn chưa có bị ai nắm quai cặp, chưa bị ai lớn tiếng vậy mà cậu ta lại dám lớn tiếng với em. Ôi trời, lúc đó em tức lắm. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho mình với bố mẹ nên em đành ngồi xuống chùi sạch giày cho cậu ta. Lúc mà chuẩn bị đứng lên thì cậu ta ngồi xuống. Má ơi, bốn mắt nhìn nhau. Em nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng lắm. Nhưng mà cậu ta lại khác. Cậu ta nhìn em ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có phần tức giận á. Nhìn một hồi thì em đỏ mặt xách cặp chạy thẳng về lớp. Má ơi, vừa về tới lớp thì em bị đám con gái bu đông lại rồi bảo: "Cậu đụng phải Trùm Trường à, cậu ấy có làm gì cậu không? Cậu xui thiệt khi đụng phải Trương Tử An." Em thắc mắc bảo: "Trương Tử An là ai?" Thì có người bảo là con út của một doanh nhân kim người trong thế giới ngầm. U là trời, hèn gì cậu ta không sợ em là phải mọi chuyện tiếp đó diễn ra bình thường. Lúc ra chơi em cùng một với bạn tên là Đàm Hiểu Linh đi ăn. Mọi chuyện sẽ diễn ra khi không có sự xuất hiện của cậu ta, Trương Tử An. Em mới ăn được 2 muỗng cơm thôi thì cậu ta từ đâu đi ra bảo: "Ây dồ, học sinh mới đi ăn cùng với học trưởng luôn hả? Ghê gớm nhờ." Em cũng kệ, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Đang ăn cơm ngon lành thì cậu ta bảo: "Hết giờ ra ngoài gặp tôi." Em thì cũng ok, cậu ta chơi tới đâu em